Anh ăn táo đi này. Anh xin. Mà anh này, em đang có một chút chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì em nói đi. Chuyện là hôm qua em có gặp lại đứa bạn ngày xưa học cùng đại học. Nó đang đi tìm việc nhưng mà vẫn chưa tìm được việc làm. Anh xem thế nào, sắp xếp cho nó vào tập đoàn mình làm nhé. Được, em cứ cho vào làm đi. Tập đoàn mình cũng đang tuyển người mà. Nhưng mà nó vẫn chưa có kinh nghiệm gì về vị trí mình đang tuyển anh ạ. Không sao, em cứ cho vào làm rồi mình hướng dẫn sau cũng được. Dạ vâng ạ. Vậy để tí nữa em báo cho nó luôn nhé. Em cảm ơn chồng ạ. Có gì đâu mà phải cảm ơn. Bạn của em cũng là bạn của anh. Mà lần sau những việc nhỏ như thế này em tự quyết định cũng được. Em là giám đốc cơ mà. Nhưng mà em cứ thích hỏi ý kiến anh cơ. Anh đồng ý thì em mới vui. Thì có lúc nào anh không đồng ý với ý kiến của vợ anh đâu. Vâng ạ. Em biết là chồng em thương em nhất mà. Vào đây. Đây. Đây sẽ là chỗ làm việc của mày. Có gì khó khăn thì cứ nói với tao, tao sẽ giúp đỡ. Cảm ơn mày nhá. À quên mất, giới thiệu với mày, đây là anh Hoàn, một trong những nhân viên lâu năm nhất của tập đoàn đấy. Em chào anh ạ. Chào em. Em tên gì? Dạ, em tên Phương Anh ạ. Anh Hoàn hỗ trợ Phương Anh giúp em với nhá. Tại vì bạn ấy chưa có kinh nghiệm gì về lĩnh vực này đâu ạ. Ok em, anh sẽ kèm gặp bạn ấy cho. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhá. Mày làm quen với mọi thứ nhá. Tao đi trước đây, có gì thì chưa gặp nhau. Bye bye. Em là bạn của Ngọc Anh à? Dạ, em là bạn thân thời đại học của Ngọc Anh ạ. Thế là em gặp may rồi đấy. Chồng của Ngọc Anh là chủ tịch tập đoàn này. Nếu em gắn bó với tập đoàn ấy, thì tương lai của em sẽ vô cùng sáng lạn. Em sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Vâng, em cũng mong là vậy ạ. Ừ, thế em làm việc đi. Có gì không hiểu thì hỏi anh nhá. Dạ, cảm ơn anh. Không có gì em ạ. Sao? Ngày đầu đi làm thì thế nào rồi? Tao thấy cũng được. Công việc thì không có gì khó khăn lắm. Mà các anh chị giúp đỡ nhiệt tình lắm. Thời gian này mày đang học việc nên là công việc cũng nhẹ nhàng thôi. Sau khi mày thử việc xong thì công việc sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng mà mày cứ yên tâm đi. Chỉ cần mày cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Với lại mày còn có tao nữa cơ mà. Tao biết rồi. Mà kể ra cũng buồn cười thật đấy nhở. Ngày xưa mày học rõ kém, kết quả học tập lúc nào cũng thấp. Thế mà bây giờ lại làm giám đốc, lại còn là vợ của chủ tịch tập đoàn lớn nữa. Đúng là đời mà. Thực ra ngày xưa kết quả học tập của tao không được tốt là bởi vì nhà tao nghèo. Tao phải đi làm thêm kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống. Thành ra là không có nhiều thời gian để chú tâm vào việc học cho lắm. Nhưng mà cũng may là bây giờ tao có một cuộc sống tương đối tốt. Với lại tao cũng đang rất hài lòng với những gì mình đang có. Đối với tao chỉ cần như vậy là đủ rồi. Mà này, mày quen chồng mày kiểu gì đấy? Tao với chồng tao ngày xưa làm chung một công ty. Lúc đấy bọn tao cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi. Yêu nhau được một thời gian thì xin nghỉ việc để ra ngoài kinh doanh riêng. Tuy là lúc đó cũng gặp nhiều khó khăn, thế nhưng mà tao và anh Hiếu đều không bỏ cuộc nên là mới có ngày hôm nay đấy. Chuyện tình cảm của vợ chồng mày cứ như trong tiểu thuyết ngôn tình bước ra ấy nhở? Nhiều lúc tao cũng nghĩ như vậy. Tao cảm thấy là số tao may mắn lắm thì mới gặp được chồng tao đấy. Ước gì sau này chồng tao cũng như chồng mày thì tốt. Duyên số thì không nói trước được gì đâu cô nương ạ. À, biết đâu sau này chồng của mày lại hoàn hảo hơn chồng của tao thì sao? Thôi, tao chả dám mong hơn chồng mày đâu. Chỉ cần bằng hoặc là kém hơn một chút là được. Vậy thì mày cứ cố gắng đi. Tao tin là ông trời sẽ không phụ lòng người đâu. Tao cũng mong vậy. Mời vào. Em chào chủ tịch ạ.
Em cứ xưng hô với anh như bình thường là được rồi. Dù sao em cũng là bạn của vợ anh mà. Dạ em hiểu rồi ạ. Em gặp anh có chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì lớn đâu ạ. Chỉ là anh nhận em vào đây làm rồi mà em chưa có cơ hội cảm ơn anh, cho nên em muốn mời anh cốc cà phê ạ. Không cần phải khách sáo, em là bạn của vợ anh thì cũng như là bạn của anh thôi. Em biết là anh sẽ không để ý đến chuyện đó, nhưng mà em vẫn muốn cảm ơn anh đàng hoàng. Anh cứ nhận cốc cà phê đi ạ, cho em vui. Vậy anh cảm ơn nhá. Dạ không có gì đâu anh. Mà anh ơi, trên đầu anh có cái gì đấy? Để em giúp anh bỏ ra nhá. Vậy à, em giúp anh với. Anh có thấy thoải mái không anh? Em không cần phải làm như vậy đâu. Em chỉ cần giúp anh bỏ cái thứ dính trên đầu đi là được. Cái đó em bỏ rồi, nhưng mà em thấy anh hơi mệt mỏi, cho nên muốn giúp anh xoa bóp một chút cho anh thoải mái thôi ạ. Cảm ơn ý tốt của em, nhưng mà anh thấy không tiện đâu. Anh đã có vợ rồi, em lại là bạn của vợ anh. Anh thấy chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn. Anh đừng lo, em không có ý gì đâu ạ. Chẳng qua là em quý mến anh với cả Ngọc Anh, cho nên mới quan tâm tới anh hơn một chút. Mà trong này là phòng kín, anh không sợ người ngoài nhìn thấy đâu ạ. Dù sao anh cũng cảm thấy không thoải mái. Em ra ngoài làm việc đi. Khi nào có việc thực sự cần thiết phải gặp anh thì hãy vào đây. Anh không muốn vợ anh hiểu nhầm. Dạ em xin phép ạ. Cũng lâu rồi vợ chồng mình mới ra đây anh nhỉ? Chắc cũng phải 2 tháng rồi đấy. Tự nhiên em lại nhớ những kỷ niệm ngày xưa của vợ chồng mình ở công viên này quá. Nghĩ lại cái thời mới lập nghiệp, nó khó khăn thật đấy. Công nhận là lúc đấy vợ chồng mình khó khăn thật, nhưng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì khoảng thời gian khó khăn đó lại là một kỷ niệm đẹp. Nếu không có nó, chưa chắc đã có vợ chồng mình như ngày hôm nay. Dạ vâng, anh nói cũng phải ạ. Em có biết may mắn nhất trong cuộc đời anh là gì không? Là gì ạ? Là gặp được em đấy. Em cũng thế, gặp được anh em cũng cảm thấy rất may mắn. Tịch có sao không ạ? Anh không sao. Em đi đâu mà vội vàng thế? Dạ, nhà em có việc gấp cho nên em phải về ngay ạ. Về à? Thế em về đi, nhưng nhớ đi cẩn thận nhá. Dạ vâng ạ. Anh đi trước đây. Em chào anh ạ. Tôi phải khiến cho hai người xảy ra mâu thuẫn thì tôi mới có cơ hội chen vào giữa chứ. Rồi ạ. Em có mệt lắm không? Em cũng đỡ rồi anh ạ. Chắc là ngày mai em sẽ đi làm được luôn. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi mấy ngày đi. Chuyện ở tập đoàn đã có anh lo hết rồi. Anh yên tâm, em tự biết sức khỏe của mình thế nào mà. Với lại em cứ ngồi ở nhà cũng chán lắm. Vậy thì em đi làm cũng được, nhưng nhớ là không được làm việc quá sức đâu đấy. Vâng, em biết rồi mà. Em làm gì thế? Tại sao trên người anh lại có mùi nước hoa lạ là sao? Vậy à? Anh cũng không biết nữa. Anh khai thật đi, hôm nay anh đã gặp cô nào? Hôm nay anh chỉ làm việc ở văn phòng rồi về nhà thôi. Chắc là do nhân viên gì tướng hoa linh tinh, nó dính vào người anh đấy. Có thật không? Em có lạ gì tính anh nữa, mà anh cũng có phải là kiểu người trăng hoa như thế đâu. Với lại, nếu anh có đi ăn vụng đi chăng nữa, thì anh cũng phải biết chùi mép chứ. Ai lại để dấu vết lộ liễu như vậy? Thôi được rồi,
Em cũng chỉ đùa một chút thôi, chứ em tin anh mà. Cảm ơn em. Vâng, thôi, anh mau đi tắm đi cho thoải mái, rồi chúng ta ăn cơm. Em chờ anh một chút nha. Dạ. Anh Hoàn ơi, hôm nay chủ tịch có ở văn phòng không ạ? Lúc sáng chủ tịch có lên văn phòng, sau đó thì đi gặp đối tác thì phải. À, dạ, em cảm ơn ạ. À mà, em hỏi cái này làm gì? À, không có chuyện gì quan trọng đâu. Chỉ là mấy cái chuyện vớ vẩn liên quan đến em với cả cái Ngọc Anh thôi. Ừ. Rõ ràng sếp đi gặp đối tác mà. Sao cô ta lại lén lút ở đây nhỉ? Đoạn này hay ghê. Phải lấy bút đánh dấu lại mới được. Có chuyện gì thế vợ? Anh giải thích cho em, chuyện này là sao? Ý em là sao? Anh không hiểu. Tại sao trong cặp của anh lại có đồ lót của phụ nữ thế này? Anh đã đi ngủ với con nào hả? Không thể như thế được. Anh có làm gì đâu. Hôm trước thì trên người của anh có mùi nước hoa lạ. Còn hôm nay thì trong cặp của anh lại có đồ lót của phụ nữ. Anh muốn giải thích với em thế nào đây? Anh thề là anh không biết gì cả. Chắc chắn là có người muốn chơi xấu anh rồi. Em cho anh thời gian đi. Anh sẽ điều tra rõ chuyện này. Được, em cho anh 3 ngày. Nếu như anh không cho em lý do thuyết phục thì anh đừng có trách em đấy. Mời vào. Chủ tịch ạ. Hoàn à, cậu gặp tôi có chuyện gì thế? Em hỏi cái này, chủ tịch đừng giận em nhé. Ừ, cậu nói đi. Có phải là chủ tịch với cả Ngọc Anh đang xảy ra mâu thuẫn gì đúng không ạ? Sao cậu biết? Tại em thấy Ngọc Anh không được vui cho lắm, cho nên là em đoán vậy. Đúng là chúng tôi đang có chút chuyện. Nhưng chuyện này có đôi chút kỳ lạ. Tôi không biết phải giải thích với Ngọc Anh như thế nào cả. Em nghĩ là em có thể giúp chủ tịch được ạ. Cậu có biết là chúng tôi đang cãi nhau về chuyện gì không mà cậu giúp được? Không những em biết vì sao chủ tịch và Ngọc Anh mâu thuẫn, mà em còn biết người gây ra mâu thuẫn đấy ạ. Cậu nói thật đấy à? Vâng ạ. Em có thích nhà hàng này không? Dạ, em thích lắm ạ.
Mà sao hôm nay anh lại mời em đi ăn trưa thế? Vợ anh về quê, anh đi ăn một mình cũng thấy hơi chán. Có em đi cùng anh thấy ngon miệng hơn. Anh không sợ người ta nhìn thấy rồi lại đồn linh tinh đến tai Ngọc Anh à? Vợ anh rất tin tưởng anh, cô ấy sẽ không để ý mấy chuyện như vậy đâu. Vâng ạ. Mà tối nay em có bận gì không? Dạ em không. Thế hay là em đi chơi với anh đi, anh biết có nhiều chỗ chơi hay lắm. Như thế liệu có ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh và Ngọc Anh không ạ? Anh đã nói rồi mà, Ngọc Anh rất tin tưởng anh, cô ấy sẽ không để ý mấy chuyện linh tinh đâu. Với cả bây giờ cô ấy đang ở quê, cho dù anh đi chơi với cô gái khác thì cô ấy cũng không biết được đâu. Anh làm em thấy hơi bất ngờ đấy ạ. Có phải em đang nghĩ anh là một người chồng rất yêu thương và chung thủy với vợ không? Vâng ạ. Anh đã hẹn em ra đây rồi thì anh cũng không ngại nói cho em biết. Thực sự sự chung thủy đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Anh cũng giống như bao thằng đàn ông khác, đều ham của lạ hết. Vậy có nghĩa là anh đang muốn em với anh... Em nghĩ đúng rồi đấy. Anh rất thích em và muốn ở bên em. Chỉ cần em chiều chuộng anh, em muốn cái gì thì anh cũng đáp ứng. Thật ra em cũng thích anh từ lâu rồi, nhưng mà em không dám thổ lộ, sợ anh từ chối. Hôm nay anh đã ngỏ lời như vậy thì em đồng ý ạ. Cảm ơn em. À, có chuyện này anh thắc mắc, em có thể nói thật cho anh biết được không? Chuyện gì thế ạ? Có phải em xịt nước hoa vào áo của anh và để đồ lót ở trong cặp của anh không? Dạ, đúng là em làm đấy ạ. Sao em lại làm như vậy? Tại em thích anh, nhưng mà em không muốn nhìn thấy cái Ngọc Anh hạnh phúc bên cạnh anh, cho nên em mới làm như vậy. Mày đúng là đứa bạn tốt nhất trên đời của tao đấy Phương Anh ạ. Sao mày lại ở đây? Vợ chồng tao phải bày ra vở kịch này thì mới vạch trần được bộ mặt thối tha của mày chứ. Hóa ra là anh lừa em à? Tất nhiên rồi. Thế cô nghĩ tôi thích cô thật à? Cô đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Tôi đúng là ngây thơ thật đấy. Đáng nhẽ tôi phải phát hiện ra vấn đề từ ngay cái lúc anh mời tôi đi ăn trưa rồi chứ. Cô nhận ra sớm hay muộn thì kết cục của cô cũng chỉ có một mà thôi. Tao coi mày là ba, tao thấy mày khó khăn nên tao nhận mày vào tập đoàn của chồng tao làm. Thế mà mày lại không biết thân biết phân, dám làm ra những trò bị ổ để phá hoại hạnh phúc gia đình tao. Mày có thấy là mày vô liêm sỉ lắm không hả Phương Anh? Thì sao? Mày làm được gì tao nào? Cô đừng thách thức vợ tôi. Nếu vợ tôi muốn xử lý cô thì cô không được sống yên ổn nữa. Chẳng qua vợ tôi nể tình bạn bè nên mới nói chuyện nhẹ nhàng với cô như thế này đấy. Cô nên biết điều mà hối lỗi đi, nếu không thì đừng có trách tôi. Coi như mày tốt số hơn tao đi, nhưng mà tao không chịu thua mày đâu. Tao cũng không có nhu cầu cần phải thắng mày. Chỉ cần từ nay về sau mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa là được rồi. Vẫn chưa hết thời hạn 3 ngày đâu vợ nhỉ? Vâng, em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Từ bây giờ em sẽ bình tĩnh hơn ạ. Anh chỉ đùa thôi, em không cần phải xin lỗi anh đâu. Anh thấy em phản ứng như thế là đã quá nhẹ nhàng rồi. Thực ra là trong lòng em vẫn luôn rất tin tưởng anh. Chỉ là lúc đó em hơi bị bất ngờ. Tại vì em không nghĩ là những chuyện như vậy sẽ xảy ra, nên là em mới nói ra những lời như vậy. Cảm ơn em.